Kính chào quý vị khán giả của Audio Hà Nội TV. Tôi là Nguyễn Trọng Đạt, chuyên viên kỹ thuật của Audio Hà Nội. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục khám phá những thiết bị âm thanh high-end. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị một sản phẩm đến từ hãng Audiofly của Italia. Model tôi giới thiệu nằm trong giải sản phẩm FLS series. Và tôi sẽ giới thiệu với quý vị hôm nay đó là sản phẩm FLS1 Pre-Amp Amplifier. Thưa quý vị, FLS series là một trong những giải sản phẩm được tập hợp, nghiên cứu và được ấp ủ và cũng là đúc kết của quá trình 20 năm kinh nghiệm của Audiofly. Và cũng cách đây 3 năm, FLS đã bắt đầu có mặt trên thị trường thế giới nhưng chưa được giới thiệu thực sự rầm rộ. Bởi vì cách đây 3 năm thì Audiofly tập trung giới thiệu vào dòng sản phẩm, cái giải sản phẩm Instrumento. Và FLS1 kế thừa cũng như là phát huy những gì mà Instrumento đã đem lại. Với riêng FLS1 Pre-Amp thì có một sự cải tiến vượt bậc. Đó là thứ nhất là có một cái đường ra dành cho tai nghe, tức là dùng cho headphone, với công suất lên đến 12W mỗi một kênh, đảm bảo cho quý vị có thể thoải mái ghép với lại tất cả những headphone của mình. Bởi vì với 10W, 12W trên 8 ohm thì tôi nghĩ rằng là hiện tại trên thị trường với những cặp tai nghe 16, 32, thậm chí lên 600 ohm thì với cái công suất đấy, với trở kháng đấy có thể là phù hợp với rất nhiều dạng tai nghe và quý vị yên tâm thưởng thức trên đôi tai nghe của mình. Đấy là điểm nhấn. Điểm nhấn thứ hai là với 3 đầu vào RCA và 2 đầu vào ba lăng, với trở kháng đầu vào là 47 kilo-ohm thì quý vị rất thoải mái ghép với lại những thiết bị như CD player hay DAC. Đầu ra là một đầu ra RCA và một cặp đầu ra là ba lăng cho kênh trái kênh phải, với trở kháng là xuống đến 1 ohm, cho nên là cũng rất là phù hợp với ghép với lại rất nhiều loại power amp. Thưa quý vị, như hãng giới thiệu thì FLS1 còn có thể mở rộng, tức là chức năng mở rộng thêm với những quý vị yêu cầu là cần phono bốc hoặc là DAC để kết hợp, thì option đấy quý vị có thể lựa chọn để đặt hàng. Với hãng thiết kế này thì hãng mong muốn đến một cái sự trải nghiệm thực sự là high-end với những audio file. Cũng như những video trước, tôi sẽ cùng với quý vị ta mở máy ra và khám phá những linh kiện cũng như cách thiết kế của Audiofly dành cho giải sản phẩm FLS và cụ thể là FLS1 series. Sau khi đã mở 5 cái ốc vít dưới đáy thì tôi sẽ mở cái nắp trên này ra và chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá bên trong những linh kiện bên trong của FLS. Thưa quý vị, tôi đã mở nắp trên và chúng ta đã nhìn thấy toàn bộ ở phía bên trong, thiết kế bên trong của cái preamp này. Vào đây, thưa quý vị, chúng ta thấy từ cái nguồn đầu vào, sau khi cắm thì công tắc nguồn được bật và ta sẽ thấy như một thành phố ngàn sao. Thưa quý vị, là điện áp đầu vào sẽ vào một cái hộp. Tôi đã mở 4 con vít này ra để thao tác để cho nó nhanh, rút ngắn thời gian. Thì đây quý vị nhìn thấy là đây là một cái hộp
được bọc. Và dưới cái nắp hộp này là cái gì? Chính là biến áp nguồn. Và thưa quý vị, ở đây tôi nhìn thấy là 3 biến áp nguồn Toyoran. 3 biến áp nguồn này có nhiệm vụ, thứ nhất là một biến áp cấp nguồn cho phần điều khiển, một biến áp nguồn cấp cho mạch khuếch đại tín hiệu, và một biến áp nguồn là để cấp cho cái phần option, tức là ví dụ như là phono box hoặc là DAC thì đã nằm riêng một mình một ô đây. Biến áp nguồn được cấp cho từng phần thì sẽ được nắn lọc qua diốt, nắn qua diốt và lấy điện một chiều. Và ở đây là có tụ lọc nguồn, ở đây là dùng tụ Rubicon, và ở đây ấy là tôi nhìn thấy là lên đến 20 tụ 1500 microfarad. Một bo to ta thấy nằm ở trung tâm cũng có tụ lọc nguồn riêng là để khuếch đại tín hiệu đầu vào. Cộng với lại ở trên này là chúng ta nhìn thấy có jack kết nối với lại bo điều khiển. Và điều khiển này là điều khiển volume cũng như là lựa chọn kỹ thuật đầu vào. Thì lựa chọn đầu vào này đấy, FLS3 cho quý vị có thể là active, tức là ta khởi động đầu vào, chọn ngõ 1, ngõ 2, ngõ 3 hoặc bỏ nó đi, hoặc bỏ hẳn nó đi. Đấy, và có thể đổi tên cho từng ngõ phù hợp với từng thiết bị cho dễ nhớ, ví dụ như là CD hay là quý vị chọn ngõ đầu vào là phono hay là những cái nguồn đầu vào khác nhau thì đặt tên cho dễ nhớ. Bên cạnh một cái bo lớn này thì chúng ta nhìn thấy một cái bo, đó là chính là bo khuếch đại tai nghe, có nguồn riêng và được lắp một mạch công suất với tín hiệu đầu vào, lấy từ tín hiệu của bo khuếch đại tín hiệu đầu vào đưa vào đây, rồi thì khuếch đại được đưa ra và đưa ra sắc cắm tai nghe, được nắn lọc nguồn riêng biệt. Bên cạnh đây là chúng ta sẽ nhìn thấy một bo lọc nguồn. Nắn lọc nguồn chính là dành để cho cái việc là mở rộng cái khe cắm, cái bảng cắm để option mở rộng cho phono box như tôi vừa nói ở trên. Điều lưu ý nữa là quý vị nhìn thấy một cái bo tín hiệu đầu ra, thì cái bo này ấy là quý vị nhìn thấy là được kết nối cho từng kênh riêng biệt. Ví dụ như phía trên này là dành cho kênh L, phía dưới dành cho kênh R, thì quý vị nhìn thấy qua cái chỗ đây quý vị sẽ nhìn thấy là một bo nữa giống hệt như bo kênh L bên trên. Thì ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy là bo bên dưới, và tất cả đều được có nguồn riêng, được cấp nguồn riêng cho từng kênh. Và quý vị thấy ở phía đằng sau của máy thì rất rõ ràng, để cho quý vị hình dung thì tôi quay đằng sau và quý vị thấy rằng đây, hai bo trên dưới là dành cho hai kênh, tức là kể cả là việc chọn đầu vào cho đến đầu ra đều nằm riêng từng kênh riêng biệt, để tránh cái việc là xuyên lẫn giữa từng kênh với nhau. À, phải nói rằng FLS3 và đặc biệt là FLS1 Priam thì nhận thấy rằng là được thiết kế rất là kỹ. Quý vị nhìn thấy ở trên này có những module. Thì đây ví dụ như đây là module FLS 15. Thì đây là những module mà dành cho phần khuếch đại tín hiệu và được hãng làm riêng, cài đặt riêng, bảo vệ cái việc là độc quyền của mình. Thì phải nói rằng là chúng tôi cũng đã trải nghiệm Strumento và FLS1, phải nói quả tình là đã được thừa hưởng thiết kế rất nhiều của giải sản phẩm Strumento. Và cũng không hổ là sau 20 năm thì họ đúc kết ra được một cái sản phẩm để dành cho một cái phân khúc, phải nói là rất dễ chịu, cũng như là cái chất lượng âm thanh mang đến cho audiophile được một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thì quý vị cũng xem kỹ, tôi đã mở ra sẽ nhìn thấy được rằng là cái việc thiết kế của họ rất là chặt chẽ, cũng như là linh kiện đều được sử dụng rất là chọn lọc. Thì đây, thưa quý vị, từ tụ lọc nguồn
cho đến các IC ổn áp đều được bắt lên trên tấm nhôm tỏa nhiệt để đảm bảo cho cái việc là mát mẻ, tức là không nóng và không bị là biến thiên, mà rất là ổn định điện áp. Kính thưa quý vị khán giả của Audio Hà Nội TV, chúng ta vừa cùng nhau khám phá những linh kiện làm nên sản phẩm FLS1 Priam, cũng như là cái đặc trưng của FLS series. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.